Đột nhiên bạn bạn có tiền, bạn có thể mua một căn nhà, bạn nhận được một chiếc xe hơi, mọi người đang chúc mừng bạn, bạn có thể thực sự tuyệt vời về bản thân và những người phụ nữ chú ý tới bạn nhiều hơn. Đây là những lời của Brent Thorne. Brent là một vận động viên hàng đầu chơi bóng bầu dục ở New Zealand. Brent là người gốc New Zealand, nhưng khi ông được 9 tuổi, gia đình chuyển tới Australia. Đó là nơi đầu tiên Brent có kinh nghiệm là một vận động viên. Anh chỉ mới 19 tuổi khi anh bắt đầu chơi cho một đội bóng bầu dục tại một giải đấu lớn gọi là Broncos Brisbane, và chỉ 2 năm sau đó anh đã được chơi cho một đội bóng quốc gia tại địa phương của mình.